Xin kính chào quý thầy cô, em tên là Nguyễn Ngọc Bích Trâm, học sinh lớp 9 TC3. Hôm nay em xin giới thiệu về quyển sách 999 lá thư gửi cho chính mình, tập 1 của tác giả Miêu Công Tử. Và quyển sách bao gồm 561 bức thư nhỏ, mỗi bức thư đều là một bài học, lời khuyên, ý nghĩa và sâu sắc về những vấn đề phổ biến trong xã hội ngày nay, đặc biệt là đối với các bạn trẻ, các bạn học sinh. Và đồng thời quyển sách cũng sẽ là lời giải đáp cho những thắc mắc về những vấn đề mà các bạn trẻ hay gặp phải. Và từ những bức thư nhỏ đó tạo nên một thông điệp lớn là mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Và em rất vui khi được tham gia cuộc thi lớn lên cùng sách lần này. Và em nghĩ việc em được chọn tham gia cuộc thi là bởi vì trong quá trình học tập em đã tìm tòi và tìm đọc những quyển sách để trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho bản thân. Đồng thời, trong quá trình học tập trên lớp, em đã cố gắng và nỗ lực và em nghĩ giáo viên đã nhìn thấy được điều đó, vậy nên em được giáo viên chọn để tham gia cuộc thi lần này. Nếu như được đạt giải trong cuộc thi lớn lên cùng sách lần này, trước hết em sẽ tuyên truyền việc ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách cũng như văn hóa đọc đến cho người thân, bạn bè, những người xung quanh. Và đồng thời em cũng sẽ giới thiệu những quyển sách hay hoặc là những quyển sách mà bản thân cảm thấy tâm đắc cho bạn bè, người thân để ngày càng có nhiều người đọc sách hơn, và như vậy thì văn hóa đọc sẽ ngày càng phát triển và lan rộng hơn tới tất cả mọi người. Dạ, bài thi của em xin hết. Em cảm ơn thầy cô đã lắng nghe.